tướng Chính phủ cũng vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế về việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, báo cáo cụ thể vaccine tiêm và nhận trong tháng 1 năm 2022, kế hoạch bảo đảm đủ vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, để hoàn thành mũi 3 trong quý 1 năm 2022, đảm bảo mục tiêu đề ra. Được biết đến nay, cả nước đã tiêm chủng 12 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, trong đó có 7,6 triệu mũi 1 và 4,5 triệu mũi 2.